Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ 3 của chương trình bữa nay. Lúc mà có một người gọi vô, cô cứ giữ telephone để tôi trả lời, để bác sĩ Tâm trả lời rất là mau. Đó là có một cô gọi vô, cô hỏi đó, uống glucosamine nó có làm đường vô lên cao không đó. Thì lúc mà off air đó thì tôi với bác sĩ Tâm vừa có nghiên cứu một tí thì nó không có làm. Không có bị tạo ra được đến cái đồ nồng độ sugar trong máu hả? Dạ, nó không có tạo ra tiểu đường đâu. Thành ra nghĩa là cái câu hỏi là mình uống glucosamine năm này qua năm kia đó, mình có bị tiểu đường không? Cái câu hỏi là, cái answer là không có. Không. Dạ. Okay. Hello. 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 Dạ, yeah, chào cô. Dạ. Yeah. Tôi xin hỏi là có nên dùng clip để clip lỗ tai khi mà mỗi lần tắm? Thì tôi nghe một chương trình khác, họ lại bảo là khi mình dùng clip tiếp mình clip lỗ tai như vậy thì vô tình mình đẩy những cái ráy tai nó chạy vào trong. Câu hỏi này rất là cứ... Thành ra là vừa rồi có một cô lại nói thì bác sĩ lại biểu là dùng clip tiếp, thành ra là hơi bị confused là nên dùng hay là không nên dùng. Và thứ hai nữa là nếu mình bị cái ráy tai quá nhiều nó đầy lỗ tai á thì mình dùng cái wax remover mình nhỏ vô lỗ tai thì như vậy thì nó tự động nó rớt ra, hay là mình phải làm thêm cái gì nữa, hay là nếu mà nhỏ vào rồi nó vẫn không hết, nó vẫn khó chịu nọ kia dày đặc ráy tai thì bước kế tiếp mình phải làm gì ạ? Dạ. Rồi, cái Q-tip, để tôi trả lời Q-tip trước nha. Thật ra đó, mình chung chung nói là Q-tip đừng dùng, cái đó thì đúng. Nhưng mà có nhiều người dùng Q-tip suốt đời không có vấn đề gì hết. Là sao? Là vì cái ống tay ngoài của họ gọi là external ear, họ có thể họ lớn, họ dùng Q-tip là dễ dàng. Với họ dùng họ cái dùng họ quen rồi thì không có sao. Có người dùng đó. Hello, kia còn nghe không? Thì có người dùng mình Q-tip mình cái vòng cái ống tai gọi là external nó nhỏ đó thì cái chance mà nó đẩy cái ear wax ở trong nó cao hơn nha. Thành ra dùng thỉnh thoảng cái thường cái tai nó tự động nó clean lên rất là dễ. Thành ra nếu mà tôi đề nghị là dùng được nhưng mà không phải là dùng hàng ngày. Nếu mà dùng có thể tuần 1-2-3 lần hoặc là tháng 2 lần thì không sao. Nha. Thì cái tai có dùng đó thì mình dùng, nếu có thể dùng nhiều có thể bị nó cà và nhiều có thể cái tai nó nhọt có thể dễ bị nhiễm trùng nữa, thân thân bác phải cẩn thận nha. Yeah. Ok, cảm ơn, hy vọng cô nghe bác sĩ Tâm Bùi trả lời ha. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ, yeah, chào cô. Hello, dạ chào bác sĩ. Dạ, yeah, chào cô. Dạ, tôi nghe có cái thuốc đi zanidine 2mg, cái đó nó là để đau cơ bắp, cái đó có phải là thuốc cũ không bác sĩ? Thuốc gì không? Dạ, đi zanidine. Zanidine. Cô tắt tivi đó cô, tại khó nghe quá cô tắt cái tivi. Ok, cô đánh vần cho tôi đi, cô đánh vần nó đánh. Tizanidine. Tiz hả? Z. Dạ, Tizanidine. Cô đánh vần chậm lại con. Không, cô đánh vần chậm lại đi, cô nói mau quá, tôi không hiểu được. T-I-G A A-N-I-D-I-N-E Tizanidine. Tizanidine. Để tôi coi một tí. Thật ra tôi không có quen cái thuốc này. Nó, tại sao uống vậy cô? Dạ, nói là đau nhức quá đó, rồi bác sĩ cho như vậy.
cao okay. nhất cơ bắp nhất đầu mình thấy nè, ông nói uống mò một ngày hai lần mỗi lần riêng mà tôi chưa dám uống. Oh, it's a muscle relaxer. Okay, tôi hiểu rồi. Okay, tôi hiểu rồi. Cái thuốc này nó giống nó tựa giống như cái thuốc baclofen hay là flexeril. Cái thuốc này nó hơi mới hơn nữa, thành ra nhưng mà nó cũng nói đơn giản đó là mấy cái thuốc này đó nó làm cái bắp thịt đỡ căng thẳng đó. Thành ra đó cô bị đau cổ hay sao cô? Dạ tôi cũng đau cổ mà tôi nhức đầu đau mình nữa, mấy cơ bắp cũng đau. Dạ. Giống như tôi nói đó, cái thuốc này đó nó làm cái bắp thịt thoải mái đặng tối mình ngủ nó không có gồng lên đó. Tại thường thường có nhiều người đó tối họ ngủ đó họ nằm mơ đó, cái họ sẽ gồng lên, họ gồng lên đó thì nó đau cổ, nó đau nó... Thành ra thường thường mấy cái thuốc này đó tôi cho bệnh nhân uống tối trước khi đi ngủ. Mà mình không nên uống mấy cái thuốc muscle relaxing này lâu dài. Tôi nghĩ mình uống cái chừng một tuần, hai tuần là nhiều nhất rồi. Uống lâu dài nó có thể bị ghiền. Nhưng mà thật ra giống như tôi nói, cái thuốc này nó chỉ, cô có bị bệnh gan không cô? Dạ chứ không. Ok, tại cái thuốc này đó thì nó ảnh hưởng về gan hơi nhiều. Tại là nếu mà không bị bệnh gan thì mình uống một tuần 10 ngày cũng được. Thử coi nó cái có... Cái này không phải là thần kinh phải không các sĩ? Phải là gì cô? Không phải là thuốc trị thần kinh phải không? Không phải. Không. Cái này nó là, Mỹ nó gọi là muscle relaxant. Muscle relaxant là bắp thịt. And then relaxant là thoải mái. Nghĩa là nó làm cái bắp thịt... Giãn bắp thịt. Giãn bắp thịt ra, nó dịu xuống. Là bác sĩ chỉ còn cho thêm một cái olanzapine kèm nó nữa. Ok, cái olanzapine là một cái antipsychotic drug, nó là cái thuốc thần kinh. Cái đó là bác sĩ gia đình cho hay là ai cho cái olanzapine vậy cô? Bác sĩ về neurology. Yeah. Về sống cho chứ không phải bác sĩ gia đình. Bác sĩ về thần kinh hả cô? Dạ, yeah, bác sĩ về thần kinh cổ rồi đó. Dạ, cái thuốc olanzapine nó hơi độc hơn là cái muscle relaxing nha cô. Cái thuốc cái này uống ngủ thì chắc là thuốc ngủ, tôi thấy nghe nó trị thần kinh tôi cũng sợ lắm. Cái thuốc muscle relaxing nó không có nguy hiểm bằng cái olanzapine nha cô. Cái olanzapine nó là hồi xưa nó cái thuốc này nó cũng hơi cũ rồi đó, hồi xưa họ dùng cho mấy người mà bị vậy thì cái tizanidine là uống được phải không bác sĩ? Dạ. Còn cái olanzapine đó, nếu mà bác sĩ gia đình của cô cho, thật ra tôi không phải là chuyên khoa về thần kinh neurology hay là psychiatry, thật ra tôi không muốn trả lời về cái thuốc olanzapine là tại tôi không phải là trong nghề chuyên khoa về cái thuốc đó, nhưng mà tôi biết cái thuốc olanzapine là một cái thuốc hồi xưa họ dùng nó là hơi độc. Không nó có nhiều cái phản ứng phụ, nhưng mà thường thường họ dùng mấy cái thuốc olanzapine cho mấy người mà bị lo âu buồn rầu hay bị mấy cái bệnh tâm lý đó cô. Dạ. Thường thường mấy cái thuốc mà tâm lý đó, nó cũng có nhiều cái phản ứng phụ lắm cô. Nhưng mà cái đó tôi không muốn nói, tại thật ra tôi không có chuyên khoa về cái đó. Thì nếu bác sĩ chuyên khoa mà cho olanzapine đó, thì tôi nghĩ ông đã quyết định đó là cái lợi nó hơn cái hại. Thành ra nếu ông cho thì không sao cô. Cũng không hẳn. Nhiều khi mấy ông cho rồi uống thì mấy ông bực mình. Dạ, ok. Đây, thật ra tôi không có muốn nói ngược về mấy cái người chuyên khoa cô. Tôi hiểu bác sĩ. Cái tizanidine uống ok bác sĩ. Dạ, dạ. Cái đó là một cái muscle relaxing. Cái đó không gì nguy hiểm cô. Dạ. Tôi cảm ơn hai bác sĩ. Dạ, cảm ơn cô. Hello, tôi biết tên tuổi, có câu hỏi. Dạ, tôi Đức Đức ạ. Dạ, dạ. 60 tuổi dạ. Dạ, chào bác. Dạ. Dạ, chú có hỏi đi cơ chú. Dạ, tôi muốn hỏi, tôi có bệnh tiểu đường, huyết áp, bệnh tim, huyết cổ, với mà máu cao. Thì hàng năm tôi đi chích cúm á.
cúm hàng năm á thì tôi nên đi bác sĩ gia đình chích hay là đi ra ngoài CVS ngoài chích sớm hơn bác sĩ tốt hơn? Thật ra ai chích cũng được hết. Chưa nói là chích thuốc ngừa cảm cúm năm mỗi năm hay là chích COVID chứ? Dạ mỗi năm á, mỗi năm á. Tôi nghĩ đó, thật ra chắc bác sĩ gia đình chích nó ổn định hơn. Tại sao? Tại bác sĩ gia đình có cái record, cái hồ sơ đó, thì nếu có trục trặc gì thì bác sĩ gia đình có thể lo được. Còn nếu mà mình chích ở ngoài CVS hay Rite Aid đấy, có nhiều khi nó cũng không có báo cho bác sĩ gia đình nữa. Thành ra tôi nghĩ đó, chắc chích bác sĩ gia đình nó ổn định hơn, nó dễ hơn. Dạ dạ. Nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ thêm là thí dụ như là tôi nhiều bệnh như thế đó, mà tôi vô bệnh viện mà tôi rửa bao tử rửa ruột gì đó thì uống cái thuốc để mà sổ ra hết ban đêm để sáng rửa ruột đó thì nó có nguy hiểm không bác sĩ? Không, nó không có nguy hiểm nhưng mà nó rất là khó chịu. Thành ra cái mà họ phàn nàn về cái uống cái đó trước khi colonoscopy đó là nó rất là khó chịu thôi, nhưng mà không có gì mà tôi nghĩ mà mình nên lo lắng ha. Dạ, nhưng mà bác sĩ tim thì cho tôi hay là tôi là máu thì bơm lên máu bơm lên đầu thì không được vấn đề bơm lên tới đầu hay sao đó, thành ra tôi sợ nguy hiểm tôi không dám đi rửa. Tôi hôm nay cũng 60 tuổi rồi. Dạ chứ cho anh tí ngay bây giờ phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đó, mình sẽ nói chuyện off air ha. Dạ.